Thưa quý khán giả, ngày hôm qua 19 tháng 8, tại Đại lễ Đường Nhân dân thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng chứng kiến lễ ký 14 văn kiện được các ban bộ ngành trung ương và địa phương hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước lần này. Trong số các thỏa thuận đáng chú ý, việc hợp tác trong quy hoạch và nghiên cứu khả thi cho các tuyến đường sắt tiêu chuẩn được coi là một bước tiến lớn. Các tuyến đường sắt này sẽ kết nối từ biên giới Trung Quốc qua Hà Nội và mở rộng đến các khu vực công nghiệp phía Bắc Việt Nam. Đây là một phần của sáng kiến mở rộng sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nhằm tăng cường sự liên kết cơ sở hạ tầng giữa hai nước. Việc nâng cấp các tuyến đường sắt của Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho hai nước, đặc biệt khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển hướng hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam. Các thỏa thuận mới này cũng giúp thúc đẩy xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kiểm dịch và thanh tra các sản phẩm xuất khẩu. Ngoài ra, trong khuôn khổ các thỏa thuận, hai nước cũng cam kết tăng cường hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương, truyền thông và y tế, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.